Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog, kênh mới nhất của Hoàng Zone Trang Trang TV. Mong rằng các bác tích cực ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo. Cảm ơn các bác rất nhiều. Trở lại câu chuyện ngày hôm nay thì chúng ta quay trở lại câu chuyện về Trung Đông một tẹo. Bởi vì thật sự đó là chảo lửa Trung Đông đang rất là căng thẳng. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái chuyện là Iran có trả đũa Israel có trả đũa Iran hay không, sau khi mà Iran đã phóng, phải nói rằng là 300 tên lửa, bao gồm tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và các drone vào phía của Israel. Và chúng ta thử xem dự đoán của bên Trang Trang TV thế nào nha. Trên kênh Trang Trang TV thì xin thưa với các bác rằng là 57 khán giả là trả lời sai. Tôi đã hỏi một cái câu hỏi rằng là theo các bác thì liệu Israel có trả đũa lại đối với Iran hay không? Đó. Và xin thưa với các bác rằng là ở đây thì có 314 người vote và chỉ có 43%, 43% trả lời rằng là đủ rồi, tức là không trả đũa, đủ rồi. Đó, không trả đũa, đủ rồi. Còn 57% là nói rằng là có, kể cả Mỹ cả thì cũng quyết đem lại Iran. Đó. Như vậy là 57% là đoán sai nha. Và chỉ có 43% là đoán đúng. Bởi vì thông tin mới nhất ngày hôm nay thì cái hội đồng chiến tranh của Iran á, à, của Israel á, của Israel thì cũng không đưa ra một cái, có lẽ không đưa ra một cái quyết định nào, không đưa ra quyết định nào sau khi họp, đó. Và Mỹ thì cũng tuyên bố rằng là nếu như mà Israel phải trả đũa lại Iran thì Mỹ sẽ không tham gia vào việc này, và mọi cái hành động trả đũa lại Iran thì đều phải thông báo với Hoa Kỳ trước. Như vậy thì các bác có thể thấy Iran cũng tuyên bố thẳng thừng lên Liên Hợp Quốc rằng là sẽ tấn công Israel nếu như mà Israel vẫn có hành động tiếp tục đối với Iran, như là cái vụ mà tấn công vào cái đại sứ quán của Iran tại Syria. Còn Israel thì bây giờ cũng đã xuống nước, và sau đó thì báo cáo với các bác rằng là cũng trả lời rằng là sẽ trả đũa Iran vào một thời điểm phù hợp. Thời điểm phù hợp tức là không thể được bây giờ, tức là tạm thời, là không khí là bắt đầu nó được lắng rộng lại một chút xíu. Như vậy thì các bác thể thấy rằng là thông tin mới nhất thì là như vậy. Thông tin mới nhất thì vậy. Israel thì nói rằng là tao sẽ trả thù mày, nhưng mà không phải bây giờ. Còn Iran thì xin thưa với các bác rằng là sẽ nói một cái câu chuyện rằng là tao đã trả đũa, và như vậy là phù hợp, và tao sẽ không có hành động tiếp theo, trừ khi mày có hành động tiếp theo, kiểu như thế. Và thật sự tại sao họ lại làm như vậy? Thứ nhất là đối với cả là Israel, tại sao lại tấn công đại sứ quán Iran tại Syria? Israel được lợi gì ở đây? Thì tôi cho rằng thế này, Iran và Israel có thể nói là có mối thù từ rất là lâu rồi. Và Iran và Israel là hai cái cường quốc tại Trung Đông về quân sự. Cái việc mà Israel tấn công cái đại sứ quán của Iran tại Syria thì ngoài cái việc rằng là diệt đi một số tướng vân vân đó kia, thì nó còn là một cái thủ thuật để mà thăm dò phản ứng của các bên. Thế thì Israel thăm dò ai? Thì thứ nhất, thăm dò các đồng minh. Các đồng minh ở đây là Mỹ và phương Tây, đấy là thứ nhất. Cái thứ hai nữa, cũng thăm dò chính phản ứng của Iran, xem Iran sẽ làm như thế nào. Bởi vì Iran thì là cái người đứng sau các lực lượng mà tấn công vào Israel, như là Hamas, hay là như Hezbollah, hay là Houthi. Thì Iran là cái người mà cung cấp vũ khí, cũng như rằng là đào tạo huấn luyện để mà có những cái việc như thế. Và cái mối thâm thù này thì nó được công khai, chứ không phải là nó được giấu giếm gì, núp bóng gì cho cam. Đấy là cái thứ nhất.
mà Israel mong muốn xem là phản ứng, nghe đẩy từ cái giới hạn xem phản ứng của các bên thế nào. Thứ nhất, Iran thế nào. Thứ hai là Mỹ thế nào, phương Tây thế nào. Và rõ ràng Israel đã đạt được một cái mục đích của mình. Tức là Hoa Kỳ cũng chưa hào hứng gì khi can thiệp vào cái việc vào Trung Đông. Sẵn sàng bảo vệ đồng minh nhưng cũng ở mức độ giới hạn. Tức là hỗ trợ bên phía của Israel chống lại đợt tấn công của Iran. Và các nước khác cũng vậy, như là Anh Pháp cũng hỗ trợ điều đó, kể cả Jordani. Thì ở đây thì là hỗ trợ nhưng cũng tuyên bố thẳng thừng sẽ không tham gia nếu như mà Israel tấn công Iran. Đấy là cái mà chúng ta thấy. Tức là thời điểm nó chưa thích hợp để mà Hoa Kỳ cũng như các nước đồng minh đã nhảy vào vụ này. Bên Iran cũng vậy. Mặc dù đưa ra một tấn công rất là khủng với hàng loạt máy bay không người lái và tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo. Nhưng mà cái cuộc tấn công này nó rất là đơn giản. Nó giống như kiểu là một cuộc diễu hành. Và cái việc mà Israel chặn được phần lớn các tên lửa cũng như là drone của bên phía Iran là như kiểu là một sự dự tính trước của họ. Tức là nó sẽ tấn công đợt quy mô lớn nhưng sẽ cố gắng để hậu quả không nghiêm trọng, để mà từ đó vẫn còn cái cửa để mà xuống nước với nhau. Tức là một cái khe mở cho cái việc mà leo thang căng thẳng ở đây nó vẫn chưa được mở toang ra. Nó chưa được mở toang ra. Và rõ ràng ở đây nó nói lên cái điều gì? Cả cái việc mà Iran phản ứng như thế với một cái cuộc tấn công quy mô nhưng lại không mang cái tính chất rằng là sát thương. Còn bên phía của Israel thì không trả đũa cái việc này. Thì rõ ràng người ta đang chờ đợi hai cái cường quốc. Cái phản ứng của hai cái cường quốc mà đang im lặng tới tận bây giờ thì đó chính là Nga và Trung Quốc. Chúng ta có thể nói ở trên thế giới, nếu như coi châu Âu là một nước, là một thế lực, thì chúng ta có châu Âu, chúng là chúng ta có phương Tây, nói chung là phương Tây. Chúng ta có phương Tây, có Nga, có Trung Quốc và có Mỹ. Các nước khác, kể cả như Iran hay là Israel vân vân, thì cũng chỉ là những cái nước ở mức độ bình thường và nhỏ, không thể nào mà tạo ra được một cái cục diện thế giới cả, cũng không thể nào là can thiệp được. Và cục diện thế giới này nó là do các nước phân hành và đối xử với nhau. Khi phân tích cục diện thế giới chúng ta sẽ thấy như thế. Và rõ ràng trong cuộc chiến này thì Mỹ thì Trung Quốc là được lợi nhất. Nga cũng vậy. Nếu như mà chảo lửa Trung Đông mà nóng lên thì đương nhiên Mỹ sẽ phải và phương Tây sẽ phải phân tán các lực lượng sang bên phía Trung Đông. Và từ đó Nga hoàn toàn có thể rảnh tay để mà xử lý Ukraine. Nếu như điểm nóng Ukraine đã đủ nóng rồi mà thêm cái điểm nóng của Trung Đông nữa thì rõ ràng Trung Quốc có được lợi. Bởi vì cái vấn đề Đài Loan là cái vấn đề mà đau đáu hơn 50 năm nay và chắc chắn Trung Quốc sẽ không để yên. Cái việc mà Tập Cận Bình có một ước mơ lớn nhất đó là thành một cái gọi là giống như kiểu là sáp nhập để mà toàn vẹn lãnh thổ. Tức là thành một Trung Quốc hoàn chỉnh. Đó là lấy Đài Loan về với Trung Quốc. Bao nhiêu đời không làm được thì Tập Cận Bình chắc là mong muốn là cái đời này, cái nhiệm kỳ này của mình là phải làm được. Thế cho nên nếu như có hai cái điểm nóng kia thì việc đốt thêm một cái đống lửa nữa thì người ta sẽ rất khó để mà có thể là đưa người ra mà dập. Thế cho nên ấy, cái câu chuyện tính toán lợi ích của các nước lớn thì chúng ta cũng thử suy nghĩ xem rằng là các nước lớn lợi dụng được gì ở đây. Và thực tế cục diện thế giới này nó cũng chỉ được chơi từ bốn phe thôi, nghĩa là bốn bên này. Bao gồm có Nga, bên có Trung Quốc, bên có Mỹ và có phương Tây. Mỹ và phương Tây có thể hợp với nhau. Mối liên hệ giữa Nga và Trung Quốc có thể nói rằng là lúc thì xung khắc nhưng lúc thì hòa hợp. Cái lợi ích đến đâu thì hợp đến đó. Khi mà cần chung sức chắc chắn họ sẽ chung sức. Và khi mà cần gọi là khi mà đã đầy đủ rồi thì kiểu gì nó cũng phân tách. Hay tương tự như vậy. Cho nên ấy, cái bài toán đặt ra của Việt Nam ở đây là chỗ nào? Thế giới thì loạn lạc. Các bên thì thực sự rằng là vừa có mâu thuẫn nhưng cũng vừa có những cái lúc mà bắt tay. Vậy thì Việt Nam của mình là một nước nói thẳng luôn là nhỏ. Chúng ta không phủ nhận chúng ta là một nước nhỏ. Nước nhỏ nhưng lại không hèn, không kém. Thế mới thú vị. Và cái việc mà chúng ta tiếp hầu hết các quốc gia ở trên thế giới trong cái năm ngoái, đó là một thành tựu có thể nói là vô tiền khoáng hậu mà rất hiếm quốc gia nào đạt được ở trên thế giới này. Tôi nói chia sẻ thẳng với các bác như thế.
chúng ta là một quốc gia cộng sản thì việc mà chúng ta ngồi với cả Trung Quốc đó là cái chuyện rất bình thường. Chúng ta ngồi với Nga bây giờ là một nước tư bản rồi. Nga là một nước tư bản rồi. Chúng ta ngồi với Nga cũng là cái chuyện có thể nói rằng là giải thích rằng là do cái mối liên hệ từ trước, từ cái thời Liên Xô. Nhưng chúng ta ngồi được với Mỹ, ngồi được với Đức, và ngồi được với nhiều nước khác nữa. Ngồi với Úc, ngồi với Nhật, ngồi với Hàn Quốc thì đều là những cái đồng minh thân cận. Thì thật sự đó là cái điều mà vô tiền khoáng hậu. Và điều đó cho thấy là cái tầm nhìn của Bác Trọng như thế nào. Bởi vì những cái việc này thì có thể nói theo tôi được biết thì bác cũng đã nhìn từ rất lâu rồi và đã chuẩn bị cái việc này từ lâu rồi. Cho nên lãnh đạo có tầm nhìn. Chứ còn xin thưa rằng là nghe theo mấy lời của mấy anh, nghe theo lời của cái mấy anh mà dân chủ nghĩa phương Tây thì chắc là bây giờ chúng ta không khác gì Ukraine, chúng ta cũng không khác gì là những cái nước mà trong mùa xuân Ả Rập, nó còn đói khổ hơn. Các bác nào mà nhớ là 12 năm sau mùa xuân Ả Rập thì bây giờ các nước đó là như thế nào rồi. Có những bác đã từng mười mấy năm trước đã đến cái nước đó và sau này đã đi lại cái nước đó sau 10 năm thì họ đã nhìn ra một cái rằng là còn nghèo khổ hơn rất nhiều và bạo loạn cướp bóc tham nhũng ở khắp nơi. Chứ không phải đơn giản là chúng ta cứ bắt chước cái mô hình đó chúng ta thành công đâu. Cho nên ấy, chúng ta thời điểm này dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam cần một cái người lãnh đạo thật sự có tầm nhìn và có sự sáng suốt. Bởi vì nhiều khi chỉ cần quyết định sai một cái thôi là chúng ta sẽ rơi vào cái tình huống là tình huống tự hủy. Tôi đều chia sẻ các bác mọi người. Cảm ơn tất cả các bác. Chúc các bác một ngày tốt lành.